Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tiên Vũ Audio. Nay thì chúng em tiếp tục giới thiệu với anh em những mẫu loa full 2 năm. Đấy, được rất là nhiều em yêu thích, đó là dòng loa Motivity. Đây là dòng bass 2 năm các bác nhé. Đấy, được thiết kế phải nói là cực kỳ đẹp đúng không? Đấy, thiết kế của nó thì mang tính chất gọi là sang chảnh các bạn. Đó, nhìn mặt e căng trước thì nó được sơn một lớp sơn màu vàng này, nhìn rất đẹp luôn các bác ạ. Ở giữa đây thì chúng ta sẽ có một cái logo của Motivity. Đấy, logo nhìn nó cũng rất là chất luôn. Đấy. Và cái thùng thì nó sơn một lớp sơn màu cà phê sữa các bác nhé. Đấy, màu cà phê sữa. Đó, thùng vách thì nó thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, thiết kế rất nhỏ gọn luôn. Đấy, này thì anh em sử dụng không gian nhỏ thì nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác nhìn nó xinh, nhìn nó đáng yêu lắm các bác. Đấy, rất là đẹp. Đó, và cái thiết kế của dòng loa này thì nó rất rất là tỉ mỉ. Đó, thiết kế cực kỳ tỉ mỉ, nó khác hẳn so với những cái dòng loa bát 30 luôn. Em quay luôn cho anh em phía sau nhé. Đấy, thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp luôn ạ. Đấy, các bác nhìn này, lỗ cọc cắm chân loa này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, nó đều được bọc lớp kim loại, quá là chuyên nghiệp luôn đúng không? Đấy, còn dưới đây thì chúng ta sẽ có model. Đấy, con này nó DX 10 cộng. Đấy, công suất của nó lên tới 300W cơ. Đấy, bát 25 mà công suất như full 30 luôn ạ. Đấy, rồi trở kháng của nó 8 ohm, độ nhạy đến 95 dB. Đó. Rồi đây là kích thước này. Kích thước này 325 x 325. Đó, nhân với 520. Đấy. 520 chính là chiều cao, còn 325 là chiều ngang, chiều dọc các bác nhé. Đấy, ở bên dưới này chúng ta có một đường cắm loa nữa này. Đấy, rất là chuyên nghiệp đúng không? Và bên trên này thì nó có hai lỗ thông hơi. Đấy, giúp cho cái áp lực khi mà chúng ta tạo ra nó có cái phần nó chắc hơn. Đấy, tiếng nó sẽ sâu hơn các bác nhé. Và bên trên này chúng ta sẽ có cái tai sách. Đấy, cái dòng loa này nó nhỏ, nhẹ nên là nó sẽ không làm tai sách bên sườn. Nó sẽ làm bên trên này luôn. Đấy, anh em hai tay là hai chiếc luôn. Đấy, hai tay hai chiếc luôn nhé. Đó. Thì đó là về cái thiết kế bên ngoài. Thì còn để mà đánh giá về chất âm ấy, thì những cái dòng Motivity thì các bác biết tới rồi đúng không ạ? Được rất rất là nhiều anh em yêu thích luôn về cái chất âm của nó. Và đặc biệt là với cái mã model DX 10 cộng này. Đấy, nó rất là hay. Nó rất là hay luôn, và em đánh giá nó còn hay hơn cái dòng PSN 12. Hay hơn cái model PSN 12 của Motivity. Nó hay hơn rất nhiều. Đấy, và cái giá tiền thì nó lại ngang với lại cả PSN 12. Đấy, giá tiền đôi này nó đang là 10 triệu 500 nghìn các bạn. 10 triệu 500 nghìn một đôi. Đấy, full 2 năm mà các bác thấy cái giá của nó không hề rẻ một chút nào cả. Đúng không ạ? Giá không hề rẻ chút nào. Mà lại cho cái chất âm quá tuyệt vời. Đấy, chất âm rất tuyệt vời. Đây, em test cho anh em một đoạn nhạc nhé. Đấy, test cho các bác nghe một đoạn nhạc luôn. Đây, em sẽ test một đoạn nhạc cả vàng này. Sạch bách, tiếng quá hay. Mà nghe. Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoại ô, thấy lòng thương vô bờ. Cũng con đường này đây, cũng mái nhà này đây, còn mang kỷ niệm đây. Trăng đắm say, tôi nghe gió ru cây, chim kêu trên ngàn mây, hồn miên man khắc khoải chìm giữa cung nhạc đêm dài. Năm xưa anh đi, từng đêm vàng có vùng ngoại ô có người mong. Các bác thấy không, về cái chất âm test qua thôi chúng ta trải nghiệm rất là hay với cái dòng full 2 năm này. Đấy, và em cũng đánh giá rất là cao về cái chất âm. Đấy, vì sao ạ? Vì cái giá tiền nó cũng có rẻ đâu các bác. Full 2 năm mà giá tới 10 triệu 500 nghìn một đôi. Đấy. Cái mã này là em tâm đắc nhất trong nhà Motivity. Đấy, cái mã DX 10 cộng này em tâm đắc nhất vì cái chất âm của nó quá là hay. Đó, còn để mà sở hữu nó thì anh em cũng bỏ ra số tiền cũng khá lớn đấy, đúng không ạ? 10 triệu 500. Đấy, để chúng ta chơi Tết thì hết nước chấm luôn, với anh em mà không gian nhỏ xinh nhá. Đấy, nghe nhạc rồi hát karaoke thì
tuyệt vời luôn ạ. Đấy. Còn anh em có nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp để bên em hỗ trợ. Và xin chào các bác.